các bạn nha. Hôm nay mình xuất tiếp cái đàn heo nữa các bạn ơi. Bây giờ có giá thì bắt đầu mình bán hết cái đàn heo này luôn các bạn. Bây giờ chuẩn bị bán luôn các bạn định chưa? Tắm sạch hơn chút nữa bán hết. Để cho mấy người ta. Nè bắt chuồng gần này trước đi. Đây 15 con được hả? Ba xe. 15 con vậy à. Gỡ gì trước đi cho nó chắc. Cứ quay lên liền. 15 con vậy là bắt lên xe Vũ cỡ 6 con. Chờ lại con xe nhà được không? Có công nhà tới nhà lương Vũ. Đúng rồi. Giờ đứng đây nói gì ra bắt đầu kêu vô mở cửa lên đi. Mở đi sao đây miếng bên đây giờ đó. Kéo dây qua bển này, kéo dây bển này. Cho cái giường chốt heo có ga nó không có dướng nữa. Rồi. Nếu nghe lại cái được. 46 rồi không? 45 đi vậy. Giá miếng. Ờ 45 đi, nãy bộ con nãy. Nghe luôn đi. Còn rớt 3 con nữa. Đâu có. Ở đây mấy con lép nữa nè. Ấy tục. Tấn trước. Tạm qua. Chưa chưa thả tay, thả tay. Thả lặng thôi. Đó, 40 á. 38 à. Ủa vậy hả? Con này đúng kim à. Qua hết chưa? Hay con bụng chứ bụng. Bụng, bụng sao rồi chị? Rồi. Bụng 7. 7, bụng sao được rồi. Để con ra rồi, để con ra. Cái gì chỉ lên xe là mất tí á. Kim mà. Nè không có ai đụng hết. 50 không? Qua 50 rồi. 50. 50 đúng rồi. Má biết con này có chứ. Con này có phải con này không? Không. Qua hả? Ta lấy nghe mày nói lên ấy nữa ngày qua nó thấy con ba con được rồi con này có năm chân giá vậy chứ hoài cũng có 36 và 7 luôn kìa ra ra luôn ra ra rồi 35 cái giác tí vậy 36 rồi chưa dở kìa giải bận ấy rồi đầy hết xe các bạn ơi lùi xe này ra Thank you.
ba ra đại ca. Chưa, để nó lại nó coi. Rồi được, được rồi, được rồi. Ôi. Rồi. 135. Hỏi thật sao? Đưa đưa anh coi. Mở cửa. Con lấy cái thúng ấp trên lại. Lấy. Chúng ta quay cái đầu này. Quay cái đầu nó quay. Trăm mười tám rồi. Dữ à, 33 đi vậy, 34 yếu. Cái này mà con này nặng dữ ta. Vừa thôi. Ngon phải không? Đúng y tim phải không? 129. Rồi đúng y luôn. Ta lắc cái đít lòng qua cái gì luôn à. Đợi vô, tới đây đi vô, cho nãy vô được heo. Nè, chào đi. Không kịp đếm tiền của con Hiếu rồi. Thôi chị ơi. Nhích lên chứ. Rồi rồi. Con mắt cái đồng này nuốt tới mấy. Rồi chưa? Rồi. Không sao. À. Rồi, đúng rồi luôn. Vậy con cũng đúng luôn rồi phải không? Cái này chừng rồi á. Chừng rồi rồi á. 42 chị không? Rồi. 142 ghi vô thằng kia vô. 142 đó. Rồi rồi. Cho nhẹ nhẹ cái con này tăng tầm mốt. Nặng. Nặng đặt vô nè. Đó là vô, phụ tay đi. Rồi 25 đi chị ơi. 25 hả? Ừ. Nó lớn rồi tôi mới nghe nha. Để 95 22 đi, coi đâu nào nào. Đâu thả tay anh cô ơi. Hai đụng râu. Ba luôn cô, 22 à. Rồi 22. Rồi. Rồi xong rồi. Đóng cửa rồi. Làm lẫm cái móc dắt vô. Lấy cái này em Vũ ơi. Qua. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Xong xong rồi các bạn ơi. Chào nha. Nhà chứ đâu. Dạ giờ lấy tiền mà không cái không. Rồi rồi. Không không để con tạo con nhân cho thì con cái điếm thì con cầm nó đủ luôn mà.